À, chào các bác nhé. Video hôm nay em bán giá một con Omni 607, săn chui 607 và hai con nọc xì của Amazan, nọc xì EQ515 và EQ580. Một con đẩy Mỹ 1700W, một cặp loa lời của Nhật Bản, đấy, cặp loa lời có mấy trăm nghìn thôi. Đấy, và một cặp loa lời của Bose Mỹ nhé. Đấy, rồi là mấy cây micro, xua Mỹ với nhé. Xua Mỹ thì mấy cây này là mới về trong hôm ngày hôm qua đó này. Đấy. Mấy cái này tuy nó là nhìn nó xấu xấu vậy thôi nhưng mà nó hàng chất thôi nhá, nó là hàng chất, nó hàng hàng chất và hàng thật thôi nhá, hàng zin xịn đấy các bác. Đấy, nó không đẹp thôi nhưng mà giá nó rẻ quá đấy, chứ hàng mới là giá rất là cao. Thì bác nào nhu cầu những cái món nào thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302, địa chỉ em ở Yên Bác, Suối Tiên, Hà Nam, giao hàng toàn quốc nhá. Đầu tiên em sẽ báo giá các bác là mấy con micro của xấu re này, SM58 nhá, micro SM58 em có 4 cây này, hôm qua em về là 4 cây với nhá. Đấy. À, bao zin bao xịn nhá, bao zin bao xịn bao hoạt động. Đấy. Thì cái này thì nó cái vỏ nó không đẹp thôi nhá, cái vỏ nó không đẹp, nó bị chảy xước này các bác, nó chảy xước nó không đẹp. Thì cái này em bán 1 triệu 3 một cây nhá, 1 triệu 300 nghìn một cây, em bao ship luôn các bác, 1 triệu 300 nghìn, bao zin bao xịn bao hoạt động nhá. Chứ còn cái hàng này hàng mới nó toàn là trên 3 triệu nhá, hàng mới trên 3 triệu. Đây là hàng đã qua sử dụng ở bên nước ngoài về nhá. Đấy, bao zin bao xịn bao hoạt động, giá 1 triệu 300 nghìn một cây. Tiếp theo là hai cây Beta 58A, dòng này là dòng đẳng cấp hơn nhé, dòng này là dòng đẳng cấp hơn. Đấy, cái dòng này hàng mới là giá trên 5 triệu một cây cơ. Đấy, bệ su su Beta 58A này. Đấy, Beta 58A em có hai cây nhé, hai cây này nó có cả bao da luôn này, hai cây này về có bao da luôn này, bao zin bao xịn bao hoạt động. Đấy, giá 2 triệu mốt một cây nhé, 2 triệu mốt một cây. Đấy, mấy cây micro này em bán này gọi là thu vốn không nhá, bán thu vốn bán xả đâu. Đấy. SM58 là 1 triệu 3 một cây bao ship. Beta 58A là 2 triệu 4 một cây bao ship. Tiếp theo là một con âm ni Marzan, âm ni Sansui âm ni Sansui AUD 607. Dòng này nó là dòng đời đầu nhá, dòng đời đầu. Công suất của nó 180W. Đấy, công suất 180W rất là khỏe. Cái dòng này thì các bác về các bác vừa nghe nhạc vừa kết hợp mà ghép thêm một con vang hát karaoke rất là hay. Đây là mặt trước các bác này, mặt trước thì có nút nguồn này các bác, có nút nguồn chỉnh bát chỉnh tép này. Đấy, rồi là có nút nguồn này, đây nút nguồn này, đây này AB A cộng B này, đánh hai cầu AB A cộng B này, chỉnh bát chỉnh tép này. Đấy, AU 607 Sansui chỉnh bát chỉnh tép. Rồi là đây là có lâu lớt nha, cái này có cả lâu lớt đây, lâu lớt này các bác này. Đấy, lâu lớt volume rất to, volume bằng nhôm nhá, cái mặt bằng nhôm, đấy, volume bằng nhôm, sờ mát lạnh luôn các bác. Đấy, đây là cái này chỉnh trái phải này, lúc này nó chỉnh trái phải này. Đấy, đây nút ngon, đây là ngõ chọn đầu vào này. Con này về máy rất đẹp nhá, về máy rất đẹp, đem quay cho bác xem cạnh nó này. Đấy, em mở sẵn rồi, tí em quay cho bác, tí em quay cho bác xem cái nắp 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 của nó. Đây mặt rất là đẹp các bác, đây nội thất bên trong này, đây, sắt xì rất đẹp. Và đây mặt sau, đây mặt sau của âm ly này, đây, mặt sau của âm ly này các bác, đây, rất là đẹp. Đây các cái ngõ vào này, đây đánh hai cầu AB A cộng B nhé, hai cầu AB A cộng B. Đấy, Sansui AUD 607 điện 100V, công suất 180W. Đấy. Con âm ly này các bác vừa nghe nhạc vừa kết hợp ghép vàng hát karaoke rất là hay. Đấy, dòng này rất là khỏe nhé. Đây em cho bác xem, quay bác xem cái nội thất bên trong này. Đấy, nội thất rất là đẹp rồi nhá. Con này nó dùng hai nguồn này, hai nguồn bốn tụ lọc và bốn con hai nguồn này, hai nguồn bốn tụ lọc đấy và bốn con sò than nhá. Cái dòng này là nó chạy sò than, bốn con sò than đấy, máy rất là đẹp. Máy zin hết rồi, zin hết luôn nha, máy zin hết hoạt động tốt. Đấy, máy zin hết hoạt động tốt. Thì con Sansui này là con Sansui 607 này bán 4 triệu 2 nhá, 4 triệu 2 nhá, 4 triệu 2 này bao ship luôn các bác. Đấy, ship con này rất là, con này tiền ship con này rất là cao, nó khoảng 200 nghìn, nó nặng nhá. Con này nó nặng tầm 15 17 cân, đấy, rất là nặng. Coi nhìn hai nguồn to này rất là nặng luôn. Đấy. Con Mi Sansui 607 này bán 4 triệu 2 các bác này. Ở đây em quay cho bác xem cái đây cái nắp lưng của nó này, nắp lưng của nó đẹp như mới luôn các bác đấy, sơn zin nhá. Sơn zin đẹp như mới luôn. Đấy, nhưng mà con mi này thì nó rất đẹp luôn, đây. Đấy cạnh này. Không có điểm gì chê cả.
Ami cỏ rồi các bác. Cơ Ami cỏ 4 triệu bạc thôi nhưng nó rất đẹp đấy, nắp lưng của nó đây này các bác, đấy, rất đẹp luôn. Đấy, đây này. Mặt mũi rất đẹp rồi nhá. Mặt mũi rất đẹp. Đấy. Em vệ sinh sơ qua rồi, nó rất đẹp rồi. Con này có bán 4 triệu 2 bao ship này. Tiếp theo là một con nọc Mazan. Con này EQ 515 ấy nhá, EQ 515. Con này nó có mỗi bên nó có 2 4 6 8 10 này. Mỗi bên mỗi vế có 10 cần gạt này, công tắc nguồn này. Ở giữa này là nó có đèn 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 nháy màu xanh nhá, đèn đèn tia 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 nháy màu xanh rất là đẹp. Đấy. Rồi là các cái nút chỉnh đầu vào này, chỉnh đầu vào chỉnh chỉnh EQ này. Đấy. Con này để em bê cái kia xuống quay ra. Đấy, cho đây quay cho nó cao quay sáng này, đây đây mấy đây mặt mũi của mặt tiền của sản phẩm của này. Đấy. Mazan. Mazan EQ 515 ấy nhá. Đấy. Mặt của nó rất đẹp luôn các bác. Mặt rất đẹp, bóng soi gương được. Đây mặt trên của mặt trên này của. Đấy, mặt trên cũng rất đẹp nhá. Tăm lưng sơn zin này. Có một cái vết xước nhỏ chỗ này thôi. Đấy. Đây cạnh này các bác này. Mặt sau thì đẹp keng sà beng luôn các bác. Mặt sau đẹp keng sà beng luôn nhá. Đây là các cái ngõ vào này. Đầu vào đầu ra này các bác. Đầu vào đầu ra. Mazan EQ 515. Điện AC 100V công suất 7W Made in Japan. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Nói chung là mặt sau rất đẹp, mặt sau mặt trước rất đẹp. Đẹp xuất sắc luôn anh nhá. Đẹp xuất sắc. Đấy, chỉ có một cái vết xước lông mèo ở đây thôi. Đấy. Tất cả zin hết rồi nhá. Tất cả zin hết hoạt động tốt. Thì con này em bán 3 triệu rưỡi nhá. 3 triệu 500 nghìn bao ship Mazan EQ 515. Cái dòng này thì có những thời điểm trước thì khoảng 1 năm về trước thì giá rất là cao nhá. Khoảng 1 năm về trước giá thị trường toàn trên 4 triệu, trên 5 triệu thôi. Nhưng thời điểm này giá rất là tốt luôn các bác. Giá 3 triệu 500 nghìn. Em bảo ship cho con máy zin đẹp rồi nhé. Đấy, rất là đẹp. 3 triệu 500 nghìn. Tiếp theo là một chiếc Mazan EQ 580. Dòng này là dòng cao cấp nhất của hãng Mazan đến từ Nhật Bản nhé. Dòng cao cấp nhất của hãng Mazan đến từ Nhật Bản. Mỗi bên có 10 cần gạt này. Mỗi bên có 10 cần gạt chỉnh cho một vế. Đấy, công tắc nguồn. Ở giữa này là nó cái đèn tia màu xanh nó nháy lên nháy xuống rất là đẹp. Đấy. Ở đây là các cái nút này. Nút chỉnh đầu vào, nút chỉnh EQ này, chỉnh độ chỉnh cái đèn nháy này, đấy, các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy. Tất cả zin hết luôn nhá. Tất cả zin hết hoạt động tốt. Cái này thì nó cái này về tình trạng rất là đẹp luôn, chú ý nhất chỉ có vết xước này thôi nhá. Đấy, vết xước nhỏ này thôi. Đấy. Chỉ vết xước nhỏ thôi. Trước đây em có cái máy nó cũng màu vàng này nhưng mà nó không đẹp bằng, em bán có dưới 5 triệu rồi các bác. Con này nó đẹp hơn tí. Đấy. Chỉ có mỗi bên trước này thôi. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Cái này là cái bẩn nữa các bác. Đấy. Đây là cạnh này các bác này. Cạnh rất đẹp rồi nhé. Đây là sau này. Con này mặt sau tuyệt đẹp luôn các bác. Mặt sau thì không có vết xước luôn. Đấy. Đây là các cái đầu vào đầu ra. Mazan EQ 580F điện 100V công suất 8W Made in Japan. Đấy. Đẹp xuất sắc nhá. Đấy, đằng sau đẹp xuất sắc luôn, vẫn còn cái núm của hãng luôn này. Ở bên nước ngoài họ không dùng, họ chưa rút ra, vẫn còn nguyên luôn nhá. Đấy. Rất đẹp, đây này. Cạnh này rất đẹp. Đấy, mặt trước thì nó chỉ có một cái vết xước chỗ này thôi. Vết xước này nó vận chuyển về nó vết xước này thôi. Đấy, còn tổng thể rất là đẹp luôn các bác. Con này nhìn xa thì khoảng 1 mét không nhìn vết xước luôn nhá. Nhìn xa khoảng 50 phân 1 mét không nhìn vết xước luôn. Đấy, đây mặt trên các bác. Mặt trên rất là đẹp. Thì những sản phẩm này thì giá thị trường rất là cao nhá. Thị trường có những thời điểm giá một con lọc cao cấp này thị trường thời điểm có những thời điểm giá trên 7 triệu nhá. Đấy. Hiện tại thì em bán con này các bác giá 5 triệu rưỡi nhá. 5 triệu rưỡi. Đấy, tất cả zin nguyên bản, hát tốt luôn nhá. Rồi sử dụng tốt. Đấy. Giá 5 triệu rưỡi. Thị trường hiện tại giá loanh quanh tầm trên 6 triệu rồi. Con này em giao lưu các bác giá 5 triệu rưỡi. Đấy. Ok không nhá. Tiếp theo là quay cho bác một con đẩy Mỹ. Đẩy Mỹ 1700W nhá. Đấy, tiếp theo quay cho bác một con đẩy Mỹ này các bác. Con này nó gọi là siêu độc, siêu hiếm nhá. Siêu độc, siêu hiếm và siêu mỏng cánh luôn nhá. Độ dày của nó chỉ 4cm thôi nhá. Độ dày của cái nọc này, cái đẩy này chỉ 4cm thôi. Nhưng công suất của nó là công suất tiêu thụ điện của nó là 1700W. Và công suất ra loa của nó là 700W một kênh thôi nhá. Đấy, 700W một kênh. Đấy. Cái này, cái model là DPC 1400X. Đấy, đây là hai nút chỉnh hai kênh này, hai nút chỉnh volume hai kênh này. Đây 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 là cái đèn tín hiệu này. Công tắc bật nguồn này các bác này. Đấy. DPC 1400X. 2 x 700W nhá. 2 x 700W nghĩa mỗi kênh là 700W ở trở kháng 8 ohm. Fairway Margin Ueda nhá. Đấy, dòng này
Con này nó rất là đẹp luôn các bác, con đẩy này rất là đẹp luôn đấy. Mỏng dính nhé, siêu mỏng đấy. Đây là lắp lưng zin các bác này. Chưa có sơn hay làm lại hay xử lý gì hết đấy, tất cả nguyên bản hết nhé. Đấy. Về vây. Các cái dòng chữ của hãng họ in rất là sắc nét luôn, nhìn rất là sắc nét. Đấy, bên này thế này. Về vây, Margin Ultra. Con này thì nó là con đẩy này là công suất của nó là 1400W, 1400W 4 ôm nhá, 1400W 4 ôm là hai kênh các bác, là 700W một kênh ở chiều kháng 4 ôm và 500W một kênh ở chiều kháng 8 ôm nhá. Con này nó xuống tận 2 ôm, con này nó đánh tận 2 ôm con này. Con này nó đánh được 2 ôm con này, 2 ôm thì nó khoảng 2 ôm thì nó đánh khoảng 900W nhá, 900W đến 1000W. Đấy. Xuống tận 2 ôm luôn rồi, con đẩy xuống 2 ôm này. DVC 1400X. Đây là cái nguồn điện này, điện 100V. Đấy, công suất 1000, công suất tiêu thụ điện 1700W. Đấy. Margin Ultra. Đây đầu vào này, đầu vào rắc carbon ở 6 ly. Còn đầu ra là rắc xoáy này. Đầu ra là có rắc xoáy và rắc 6 ly với nhá. Đấy. Đầu ra vừa rắc xoáy vừa rắc 6 ly. Rất là khủng luôn nhá. Có đẩy này thì các bác chơi hai cặp loa bass 30 vô tư. Các bác chơi hai cặp bát 25 hoặc chơi hai cặp bát 30 vô tư nhá. Các bác đánh loa 40 căng đét luôn các bác đánh đánh full 40 căng đét luôn nhá. Đấy, 700W một kênh 4 ôm và 500W một kênh 8 ôm, đánh loa 40 căng đét luôn. Đấy. Đấy. Dòng này nó là siêu độc siêu hiếm nhá. Đấy, siêu mỏng cánh 4 phân thôi. Độ dày của nó khoảng 4 phân thôi các bác nhá. Đấy. Đấy, rất là độc, rất là VIP. Con đẩy này thì em giao lưu các bác là giá là 6.800.000 nhá, 6.800.000. Đấy, tiếp theo là quay cho bác một cặp loa lời của Nhật Bản. Cặp loa lời Nhật Bản, cặp loa này có mấy trăm nghìn được các bác. Đấy, cặp loa này thì có mấy trăm nghìn thôi. Đây các bác, cặp loa lời Nhật Bản này, cặp này thì nó có vết xước này, vết xước lưới này. Đấy. Đây về các bác làm nghe nhạc, các bác nghe nhạc, các bác làm loa chọn lời cho các bộ dàn nghe nhạc hát karaoke rất hay. Cặp loa này thì nó kích thước nó khoảng 19 20 phân nhá, thì chiều cao khoảng 19 20. Đấy, chiều ngang nó khoảng tầm 15-16, chiều sâu tầm đấy nhé. Bên trong này là nó sử dụng một cái loa toàn giải đường kính khoảng 10 đến 11 cm nhé. Một cái loa toàn giải đường kính khoảng 10-11 cm đấy. Trên này lỗ thông hơi này, cái này nhìn qua lưới mới thấy đấy. Nhìn qua lưới có thấy này không này, nhìn nó hơi khó nhìn đấy. Loa của Nhật Bản nhá, loa là của Nhật Bản đấy. Thương hiệu của nó là Masive. Thương hiệu của loa này là Masive nhé. Model là AV6352 là mã. Đấy. Masain Japan. Đấy. Công suất trở kháng 6 ohm nhé. Trở kháng 6 ohm, công suất 25W. Công suất GMS 25W nhé. Đấy. Input này, input đầu vào này, đầu cắm dây về này. Đấy, còn cái này dây là cái nỗ để treo này các bạn. Cái này về các bác cứ treo tường rồi, các bác đóng đinh tường các bác treo thôi. Đấy. Masain Japan, ở nhựa Masain Japan luôn. Cặp loa này tiếng rất hay nhá, bé bé thôi nhưng tiếng rất hay. Cặp loa này thì tiếp theo quay trước bên này nữa này. Đấy. Quay nốt trước bên này có xem. Cái này nó chạy hai chế độ nhá. Cái này loa nó chạy hai chế độ, một chế độ là ôm. Thì em đang để chế độ ôm này các bác này, ôm này. Đang để chế độ ôm nó vòng vòng này, đấy nó vòng vòng nó ôm này. 6 ôm này. Hai chế độ, một chế độ chạy bằng bằng nó chạy một chế độ. Cái này là bên trong là nó, bên trong này là nó có cái biến áp thôi nhá. Bên trong nó có biến áp thì nó chạy hai chế độ. Một chế độ là chạy bằng vôn. Vôn là dùng cho các âm ly chuyên dụng đấy. Đấy mà chế độ bằng ôm. Ôm thì dùng cho các dòng âm ly bình thường nhá. Đây là 6 ôm này. Đang để chạy ôm nhá. Loa zin nguyên bản hoạt động tốt. Còn loa này thì em bán cho các bác là giá là 800.000 nhá. Cặp loa này của Nhật Bản này 800.000. Đấy, giá này giá rẻ như loa tàu quá. Các bác mua một cặp loa 101 của Trung Quốc hàng nhái bây giờ nó tầm 800.000 nhé. Đây các bác mua hẳn loa Nhật luôn nhé, loa Nhật có 800.000, rẻ như loa tàu nhé, thậm chí rẻ hơn loa tàu. Nhiều khi các bác mua những cặp loa tàu, loa lời của tàu nó hơn triệu bạc đấy. Thì cặp này bán các bác là giá 800.000 đến bao ship luôn các bác. Tiếp theo là một cặp loa Bose Folex các bác chờ bị bê chỗ này sáng. Bose Folex của Nhật Bản này, Bose Folex của Mỹ. Cái này nó của Mỹ nhá. Đây, Bose Folex này các bạn. Bose Folex. Bose. Bose Bose Fosoli nhá. Bose là của Mỹ, hãng
Hãng Bose họ sản xuất cái dòng loa này cho hãng Soly phân phối cho thị trường Nhật Bản. Đấy. Đấy, cái này nó bụi bẩn các bác, đấy, chưa vệ sinh, bụi bẩn. Nên nào đi sạch được các bác. Đấy. Loa này thì nó giống các dòng loa 101 thôi nhưng mà nó khác tên thôi, cơ bản chất âm như nhau. Đấy, mặt sau rất đẹp nha, chữ Bose này. Đấy, Bose này. Đấy, model 101mm nhá. Cái này nó là model 101mm. Bose model 101mm. Đấy. Công suất 150W này. Đấy. Công suất 150W nhưng mà nó cái này nó tem nó in cái tem nó cái tem này nó dán chữ Soli luôn nhá, tại vì là cái dòng này là hãng Bose của Mỹ, họ sản xuất để họ sản xuất họ cho hãng Soli của Nhật Bản, nó phân phối cho thị trường Nhật Bản cho nên là nó in cái chữ Soli về thôi, nhưng mà nó là 101mm đấy các bạn này. In chữ nhựa in nổi này, model 101mm này. Đấy, công suất maximum 150W này này. Đấy. Còn cái chữ này thì bỏ qua đi các bác. Đấy, Bose for Soli rồi Made in Japan nọ kia đấy. Seri là 388. Đây là rắc cắm, đây là rắc 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 cắm sau ly này các bạn này, rắc cắm sau ly này, rồi là các rắc cắm dây này, đấy. 0388. Cặp loa này là bao zin bao đẹp, bao hoạt động luôn nhá. Zin đẹp hoạt động tốt. Tiếp theo qua trước bên này, rồi em mở lưới cho bác xem. Tiếp theo là trước bên này. Đấy, trước bên này cũng thế, rất là đẹp, cặp loa này cũng rất đẹp rồi nhá. Loa này các bác về vừa nghe nhạc, vừa ghép trọn lời cho các bộ dàn nghe nhạc hát karaoke rất là hay. Bên này là series của nó là 387 đấy, loa rất là đẹp các nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ mở cho bác xem cái lưới của loa, một tay ta quay điện thoại, một tay thao tác nó hơi khó các bác thông cảm. Đây là tuyến loa các bác này, đấy, tuyến loa của hai chiếc loa rất là đẹp, Bose 101. Tuyến loa rất là đẹp rồi nhá, tuyến loa gần loa rồi màng loa rất là đẹp, rốn loa tất cả bao zin hết với nhá, tất cả bao zin hết hoạt động tốt. Thì cặp loa này thì em giao lưu các bác là giá là 2,7 triệu nhá, 2,7 triệu bao ship đấy, 2,7 triệu bao ship. Cặp loa này các bác nghe nhạc ghép trọn lời karaoke rất là hay, cái dòng Bose 101 là tiếng rất là sáng luôn nhá. Đấy. Thì bắt đầu nhu cầu những món nào alo em theo số điện thoại 038 232 8302, giao hàng toàn quốc. Thì em sẽ báo giá lại từ đầu là mic Shure Beta 8A là 2 triệu một chiếc này, 2 triệu 100 nghìn một chiếc này, đấy, hàng mới trên 5 triệu. Đấy, rồi là Shure SM58 này là 1 triệu 3 một chiếc thôi nhá, đấy, hàng mới trên 3 triệu. Đấy, trên 3 triệu nhiều khi các bác không biết mua, các bác vẫn phải dính với hàng giả nhái, cái dòng này rất nhiều hàng nhái nhá. Cái dòng mic Shure rất nhiều hàng nhái, đấy, kể cả dòng Beta 58 này rất nhiều hàng nhái. Đấy. Thì tiếp theo là một con lọc. Con lọc EQ Marzahn 515, con này là 3,5 triệu, 3,5 triệu bao ship nhé. Đấy. Tiếp theo là một con lọc EQ 580, con này là em 5,5 triệu bao ship này. Đấy, rồi là con đẩy đẩy 1400X này, con này là 6,8 triệu này. Đấy. Và cặp loa Nhật Bản, cặp loa này là 800.000 này bao ship này. Đấy, tiếp theo là con Abi Sansui này, đấy Sansui này, con này là giao lưu của bác giá 4,2 triệu nhé, 4,2 triệu bao ship. Thì bác nào nhu cầu món nào alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Em xin kết thúc video tại đây ạ.